Một buổi diễn tập đảm bảo vượt sông của Lữ đoàn 239, binh chủng công binh. Đây là nhiệm vụ quan trọng của công binh trong cả thời chiến và thời bình. Kịp thời vận chuyển lực lượng, phương tiện, khí tài, vượt sông, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ. Chỉ mất đúng 11 phút, các cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 239, binh chủng công binh đã vận hành thành công chiếc phà tự hành GSP chở chiếc xe lội nước có tải trọng lên tới 20 tấn ở phía sau lưng tôi đây, vượt sông an toàn. Phà tự hành GSP của công binh Việt Nam có thể chạy cả trên cạn và dưới nước, chuyên chở các phương tiện bọc thép hạng nặng như là xe tăng hay là pháo tự hành, vượt sông trong mọi điều kiện thời tiết đến khu vực tác chiến. Hiệp đồng chặt chẽ, tác chiến nhanh nhẹn trên mọi địa hình. Đây là sự kế thừa tinh thần mưu trí, không ngại hiểm nguy của các thế hệ công binh kể từ ngày thành lập. Ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắc cầu, ghép phà, mở đường, giả phá bom mìn. Bộ đội công binh đã góp công lớn làm nên thắng lợi của hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Trong đó phải kể đến những kỳ tích mở đường trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, hay làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không có con đường ấy, không có chiến dịch này, không mở được cái đường Trường Sơn đi cứu nước thì cũng không có cái thắng lợi này. Cái thắng lợi to lớn nhất của công binh là gì? Là yên ả. Đường ta cứ đi mọi việc thông suốt, sông qua cầu yên ả. Đấy là thắng lợi. Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình, bộ đội công binh tiếp tục phát huy truyền thống mở đường thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao như sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng công trình quốc phòng, giả phá bom mìn vật nổ, xử lý bom đạn cấp 5. Và giờ đây, lá cờ mở đường thắng lợi không chỉ được phát huy trên đất nước Việt Nam mà còn được tung bay trên bầu trời quốc tế. Đội công binh số 1, số 2 đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Dù phục vụ nhân dân trong nước hay làm nhiệm vụ quốc tế, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng mở đường thắng lợi, các thế hệ bộ đội công binh ngày nay vẫn không ngừng rèn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của bộ đội công binh anh hùng.